Tiếp tục đến với nội dung phim Chu Tiên, sau khi Trương Tiểu Phàm rời đi, cô nàng Bích Giao liền đứng một chỗ ngắm hoa than thở. Siêu của nàng đi tới, bà ta đã thăm dò xong lai lịch của đám người Trương Tiểu Phàm, dẫn đầu là Tề Hạo của Long Thủ Phòng, ba người khác thì chưa từng gặp, xem ra là thế hệ trẻ tuổi. Bích Giao đem chuyện mới gặp Trương Tiểu Phàm nói ra. Cậu ta đúng là đồ nhà quê khờ khảo. Siêu biết loài hoa trên tay Bích Giao, nó có liên quan tới mẫu thân đã mất của nàng. Vừa nghe tới mẫu thân thì nàng ta liền tức giận, nhưng người khiến Bích Giao giận dữ hơn lại là phụ thân. Nếu ông ấy thực sự yêu thương thì vì sao cả năm không chịu gặp mặt? Nàng hận bản thân năm đó khiến mẫu thân chết thảm. Bây giờ cuối cùng nàng đã hiểu vì sao pháp bảo mà mẫu thân để lại đặt tên là Thương Tâm Hoa, cũng chính là tên bông hoa trắng mà nàng hái xuống. Trước khi rời đi, Siêu cũng không quên nhắc nhở, chuyến đi không tang lần này không thể coi thường. Cả con đường này, nàng phải tuyệt đối cẩn thận, không thể tùy hứng như ban ngày nữa. Chuyển cảnh tới đám người Trương Tiểu Phàm, nơi bọn họ đang hướng tới cũng là núi Không Tang. Tăng Thư Thư cho biết, Không Tang Sơn nằm ngoài 3.000 dặm phía đông, cắt đá đầy đất, hoang vô dị thường, lắm sơn tinh mị quái ẩn hiện. 800 năm trước chính là nơi tu tập của yêu nhân Ma Giáo, bây giờ bọn họ đã ngự kiếm phi hành được 10 ngày rồi, vậy nhưng vẫn chưa tới đích. Ngoài các đệ tử Thành Vân Tông thì đệ tử của Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự cũng đi tới. Tề Hạo cảm thấy nơi này hoang vu quỷ dị nên nhắc nhở mọi người cẩn thận. Rất nhanh, bọn họ cũng tới nơi, ngọn núi phía trước chính là Không Tang Sơn. Vừa tới lại gần, cả nhóm đã đụng độ phải sàn rời, bọn chúng nhanh chóng lao tới tấn công khiến 4 người rơi xuống đất. Được biết, đây là rơi máu của Không Tang Sơn, chuyên hút tinh huyết của người. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ gặp nguy hiểm, Trương Tiểu Phàm lập tức tiến lại hỗ trợ, hai người còn lại cũng nhanh chóng chạy tới hội họp. Không may là số lượng đám rơi này quá nhiều, không thể nào giết sạch được. Đúng lúc nguy cấp đó, đệ tử của Thiên Âm Tự cũng xuất hiện. Bọn họ nhắc nhở, loài rơi này sợ ánh sáng. Tề Hạo nghe vậy, lập tức sử dụng ra pháp bảo, lục hợp kính dọi cho đám rơi máu bỏ chạy. Hai tên hòa thượng xuất hiện, bọn họ là đệ tử của Thiên Âm Tự. Một người là pháp tướng, còn người cầm quyền trượng là pháp thiền. Đệ tử của Phần Hương Cốc cũng đến ngay sau đó. Người nam nhân là Lý Tuần, người con gái là Yến Hồng. Nhờ sự nhắc nhở nên mọi người mới hóa ra được nguy nan, cho nên bọn họ không quên chắp tay cảm tạ. Bây giờ đã tập hợp đủ rồi, mọi người liền tiến vào trong động, thừa thế xông lên giết vào trong đó. Vừa đi vừa giải thích, đám rơi vừa nãy chính là dị chủng năm đó Ma Giáo nuôi dưỡng, hùng dữ tàn nhẫn, vốn là đồng lõa của Ma Giáo. Không ngờ sau khi Ma Giáo hủy diệt, bọn chúng lại vẫn còn sống. Điều này vô cùng kỳ quái. Pháp tướng nhận ra Trương Tiểu Phàm, hồi võ thất bạch lần này, Trương Tiểu Phàm chính là một trận thành danh. Lúc còn nhỏ, câu hay vào hàng đầu như thế này, chỗ sâu đều là động ngầm nên cần phải cẩn thận nhiều hơn. Pháp Thiền nghe vậy liền tò mò, chuyện hồi nhỏ cậu vẫn còn nhớ rõ như vậy sao? Trương Tiểu Phàm nghe được lời này liền giật mình, năm đó chính lão hòa thượng của Thiên Âm Tự đã truyền thụ công pháp cho cậu. Nếu như để hai người bên kia biết được thì rắc rối to. Cũng may là Lục Tuyết Kỳ lên tiếng cắt ngang, nàng ta cảm nhận được động tĩnh. Mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Dường như kẻ địch là yêu nhân Ma Giáo, bọn chúng nhanh chóng tấn công đám người Tiểu Phàm. Lão già có tên Giá Cầu cầm theo trường kiếm tấn công nam chính liên tục, hai đệ tử của Phần Hương Cốc đuổi theo kẻ địch, những người còn lại thì chiến đấu với kẻ khác. Dẫn đầu bọn này là tên Niên Lão Đại, thực lực bọn này không tầm thường. Trương Tiểu Phàm nhanh chóng bị ăn hành, bọn chúng sử dụng một tảng đá chia tách cậu và những người khác. Trương Tiểu Phàm đứng dậy định bỏ chạy, vậy nhưng lập tức bị khống chế và bị tên lão tam của bọn chúng hút máu. Cậu cố gắng cầm lấy vũ khí, sau đó đâm một nhát vào bụng tên kia khiến gã ta đau đớn. Giá Cầu không thể có động tĩnh đến từ lão tam nữa nên chủ động đi qua xem thử. Sau khi đến nơi thì mới hoảng hốt, lão tam của bọn chúng bây giờ chỉ còn lại bộ thi thể, bị hút hết tinh huyết, chết không nhắm mắt. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy bộ dạng đó cũng hoảng hốt. Giá Cầu nhận thấy lão tam bị chết là do chiêu thức hấp huyết đại pháp của hấp huyết lão tiền bối. Gã quay sang hỏi thăm Trương Tiểu Phàm, rốt cuộc có phải môn hạ của hấp huyết tiền bối hay không, thì Lục Tuyết Kỳ đã chạy tới cắt ngang câu chuyện. Biết tình thế không ổn, vậy nên Niên Lão Đại lập tức yêu cầu rút lui. Giá Cầu nghe vậy lập tức mang theo thi thể quay xe về hang ổ, không để bọn chúng chạy thoát, cho nên Tề Hạo lập tức kêu gọi mọi người truy đuổi, vậy nhưng không thấy bóng dáng của hai tên kia nữa. Mọi người chậm rãi thăm dò vào sâu bên trong, đồng thời không quên nhắc nhở không được phân tán. Đi được một lúc thì mọi người cũng phát hiện lối ra, pháp tướng nhắc nhở cẩn thận có bẫy. Tề Hạo nhanh chóng tiến lên, hành động này cũng quá lỗ mãng rồi, không chừng còn có yêu nhân Ma Giáo ma phục ở ngay phía trước. Tiến lại gần một phiến đá, trên đá khắc ghi ba chữ Tử Linh Uyên, âm linh tử hồn tụ tập ở vực sâu. Không ngờ bọn họ vậy mà đã tới cấm địa luyện huyết đường rồi. Tề Hạo nôn nóng, vừa hay chúng ta là một mẻ hốt gọn bọn yêu nhân Ma Giáo tại đây luôn. Nói tới đây, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên nghe được âm thanh nào đó, vậy nhưng ngó đầu lại nhìn thì không thấy gì cả. Trương Tiểu Phàm cũng chú ý tới hành động của nàng và phát hiện trên đỉnh đầu của nàng ta có một tảng đá chuẩn bị rơi xuống.
Không chờ đợi thêm, cô lập tức chạy tới giải cứu mỹ nhân. Vậy nhưng thoát được kiếp nạn trước mắt thì kiếp nạn sau lại ập tới. Những mảnh đá bị tách ra nhanh chóng di chuyển rồi nhốt hai người lại. Vậy nhưng điều đó cũng không thể làm khó được Lục Tuyết Kỳ. Nàng ta lập tức đánh vỡ khối đá rồi tung chiêu về phía đám người mai phục, buộc bọn chúng phải hiện thân. Lần lượt từng người cùng ma giáo xuất hiện, bao gồm cả Dã Cầu và Liên Lão Đại, tổng cộng có 5 tên ma giáo. Bọn chúng sử dụng dài chiều thức cuồng xa tạo ra gió và khói bụi che khuất tầm nhìn, chia tách từng người rồi chơi bài tập kích đánh úp bất ngờ. Tên Dã Cầu chủ động tấn công Tiểu Phàm, gã ta là đang muốn báo thù cho tam đệ của mình. Trương Tiểu Phàm chống cự kịch liệt, đúng lúc gặp nguy hiểm thì Lục Tuyết Kỳ xuất hiện giải vây. Điều này làm cho Liên Lão Đại tức giận, lão bộc phát thực lực, hôm nay lão sẽ cho hai người làm một đôi uyên ương bỏ mạng. Trong khi đó những người khác vẫn miệt mài chiến đấu. Lục Tuyết Kỳ thì giao thủ với Liên Lão Đại, hai người này có vẻ ngang tài ngang sức. Chỉ có điều trận chiến của bọn họ lại xuất hiện thêm người thứ ba. À ta sử dụng phược tiền tác khống chế Lục Tuyết Kỳ lại một chỗ. Thấy sư tỷ gặp nạn, Trương Tiểu Phàm lập tức lao tới giải cứu. Vậy nhưng còn chưa biết kết quả thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào.